Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tạm xa nam em, Bạch Công Khanh lần đầu hợp tác cùng Hồ Văn Cường. Vốn là cặp đôi ăn ý trong âm nhạc, hậu tráng nứt nam em và Bạch Công Khanh dần không xuất hiện bên nhau trong các sâu diễn. Vừa qua, Bạch Công Khanh gây chú ý khi xuất hiện cùng nam ca sĩ Hồ Văn Cường trong một tấm bát Được biết, cả hai sắp tới sẽ kết hợp cùng nhau tại một phòng trà khiến khán giả mong chờ vào màn hợp tác này. Lần đầu tiên, Bạch Công Khanh và Hồ Văn Cường diễn chung trên sân khấu tại một phòng trà. Đây là lần đầu tiên Bạch Công Khanh Hồ Văn Cường cùng diễn chung trên một sân khấu. Giữa thời điểm ồn ào tình cảm với nam em đang thu hút sự quan tâm lớn của du lần, cú bắt tay hợp tác giữa hai nam ca sĩ khiến cộng đồng mạng mong ngóng từng ngày. Rồi xa người đẹp Tiền Giang, Bạch Công Khanh vẫn đắt sâu ca nhạc, khẳng định tài năng được khán giả công nhận. Nói lên từ thần tượng âm nhạc nhí 2016, Hồ Văn Cường được khán giả yêu quý nhờ giọng ca trời phú. Nam ca sĩ vốn quen mặt với các phòng tra, sở hữu mức cách xê khá khủng. Lần hợp tác tới đây của Hồ Văn Cường và Bạch Công Khanh được khán giả mong đợi. Dân mạng tiếc nuối cho một mối quan hệ từng tốt đẹp, xứng đôi vừa lứa. Qua năm em đã lên tiếng về lùm xùm rạn nứt với Bạch Công Khanh, tiết lộ bản thân mới là người chủ động hủy kết bạn, người đẹp bức xúc, tôi là người không muốn nhận sâu chung cũng là người hủy kết bạn và cũng không muốn hát song ca chung vì chiều lòng fan tại những sâu lỡ nhận rồi không hủy được nên mới cố gắng, do tẩy trắng sạch sẽ nói tôi lụy mất giá các kiểu, lại chia sẻ này như đẩy mối quan hệ của cặp đôi lên căng thẳng đỉnh điểm, dù trước đó luôn xuất hiện thân mật tình tứ bên nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.